Quan điểm lạ đời của Elon Musk, thà ăn ngon, chết sớm còn hơn ăn thực phẩm lành mạnh. Năm 2020, trong một tập của chương trình The Joe Rogan Experience, Elon Musk đã chia sẻ về nhiều vấn đề liên quan đến công việc và cuộc sống. Những chia sẻ của ông đã khiến cộng đồng mạng thích thú bởi họ nhận ra rằng thì ra người đàn ông giàu nhất hành tinh cũng có một số điều giống người bình thường. Nếu có thể, sẽ không tập thể dục. Tỷ phú 50 tuổi cho biết ngoài làm việc, ông cũng thường xuyên tập luyện dù thực tế là ông không phải người ưa vận động. Nói một cách thành thật thì nếu có thể, tôi sẽ không bao giờ tập thể dục. Tuy nhiên, vì sức khỏe nên tôi vẫn duy trì thói quen đó mỗi ngày, Elon Musk nói với người dẫn chương trình. Dù có huấn luyện viên cá nhân nhưng Elon Musk không thường xuyên tập luyện cùng người này. Bài tập mà ông hay thực hiện nhất là nâng tạ. Bên cạnh đó, CEO Tesla cho biết ông khá thích thú với một số môn võ như taekwondo, karate, judo và nhu thuật Brazil. Ông còn cho các con theo học nhu thuật Brazil từ 5-6 tuổi. Trong khi nhiều doanh nhân nổi tiếng như Satya Nadella CEO của Microsoft hay Mark Zuckerberg CEO của Facebook cho biết họ hay chạy bộ để giảm căng thẳng, Elon Musk nói rằng ông không thích bộ môn này. Chỉ một vài lần, tôi vừa chạy trên máy chạy bộ vừa xem TV để không cảm thấy nhàm chán, vị tỷ phú tiết lộ. Thích đồ ăn ngon hơn thực phẩm lành mạnh. Trong một cuốn sách năm 2015, Elon Musk chia sẻ, nếu có cách nào có thể không phải ăn uống để làm được nhiều việc hơn, tôi sẽ chọn không ăn gì. Trên thực tế, thói quen ăn uống của ông từng gây ra nhiều tranh cãi. Ngày trước, khi còn là sinh viên đại học, Elon Musk từng chỉ bỏ ra $0.7 mỗi ngày để mua một số món ăn như hot dog, ớt, mì ống và cam. Còn thời điểm hiện tại, khi là người giàu nhất thế giới, ông dường như đã thay đổi thói quen ăn uống. Đồ ăn ngon thật tuyệt vời. Tôi thà ăn những thứ ngon miệng dù phải chết sớm còn hơn là ăn thực phẩm lành mạnh mà sống lâu, Elon Musk giải bày. Tất nhiên, ông vẫn chú ý đến việc duy trì cân nặng ở mức hợp lý để nó không ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt là hệ thống miễn dịch. Theo ông, béo phì là vấn đề có thể gây hại cho sức khỏe nhưng bị nhiều người làm ngơ. Thói quen ngủ. Trong khi những tỷ phú như Bill Gates, Jeff Bezos sử dụng một phương pháp đơn giản là ngủ đủ 7 đến 8 tiếng mỗi đêm để có năng lượng làm việc vào hôm sau, Elon Musk lại không dành nhiều thời gian cho việc này. Trên thực tế, từng có thời điểm ông làm việc từ 90 đến 100 giờ tuần. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2018, Elon Musk nói rằng ông thường chọn giữa thức trắng hoặc uống thuốc ngủ. Dù vậy, ông vẫn chia sẻ một số bí quyết để có giấc ngủ tốt hơn. Ăn uống ngay trước khi ngủ là thói quen thực sự tồi tệ. Nó sẽ ảnh hưởng không tốt đến giấc ngủ của bạn. Nó có thể gây ợ nóng vì thức ăn không được tiêu hóa đúng cách. Bên cạnh đó, khi ăn uống ngay trước lúc ngủ, bạn có thể bị mệt mỏi hơn khi thức dậy. Tôi thường tránh uống đồ có cồn và đồ ăn ít nhất từ 2 đến 3 tiếng trước khi ngủ. Nhờ đó, chất lượng giấc ngủ của tôi được cải thiện đáng kể. Nhắc đến cái chết. Vài tháng trước, Elon Musk đã khiến người dùng Twitter chú ý khi nhắc đến cái chết của bản thân. Nếu một ngày nào đó tôi chết một cách bất thường thì rất vui vì đã biết mọi người, ông viết trên trang cá nhân. Sau đó, mẹ của Elon Musk, bà Maria Musk bình luận điều này không vui đâu con. Vị tỷ phú nhanh chóng xin lỗi mẹ và khẳng định sẽ tiếp tục cố gắng để sống sót.